Hello cả nhà. Lâu rồi Hoshi chưa có tỉa tót gì hết. Thì hôm nay Hoshi sẽ tỉa cho cả nhà xem một cái loại bông hoa được làm từ dưa leo bằng chính cái cây lạng mà hồi đó Hoshi tự làm. Và vâng, vẫn là cây lạng này. Đây là một cây lạng mà Hoshi tự độ chế ra cách đây khoảng vài năm trước rồi. Còn mới là tại vì Hoshi vệ sinh sạch sẽ và cất giữ rất là cẩn thận. Cái cây lạng này và cái kiểu tỉa bông hoa này nè, chính là một trong những cái video mà mang về cho Hoshi hàng chục triệu view ở cái thời điểm mà mình mới vừa chơi top. Cái video đợt đó là mình cứ lạng lạng nó như thế này thôi nè. Lạng lạng một hồi á, mình tỉa ra được cái bông hoa, khán giả xem không kịp phát hiện, không có biết Hoshi tỉa kiểu gì mà lại ra được một cái bông hoa. Đó, hôm nay Hoshi sẽ tái diễn lại, quay cận kề cho mọi người xem, sẵn là hướng dẫn cho các bạn nào mà đam mê nghề bếp cách đó mà tỉa cái bông hoa này luôn nha. Tất nhiên thì đầu tiên các bạn sẽ tập sao mà lạng mỏng ra như Hoshi hướng dẫn vậy nè. Sau đó gấp lại rồi vuốt qua vuốt lại khoảng 2-3 đường, rồi dùng mũi dao cắt thái ra như trong clip Hoshi hướng dẫn. Lưu ý là mình sẽ không cắt đứt luôn, mà mình chỉ cắt khoảng 2/3 thôi nha. Đoạn cuối thì mình sẽ cắt nhỏ lại và thẳng đứng ra. Đó, bây giờ Hoshi sẽ cuộn lại nè, cuộn hoài cho tới khi nào mà xong rồi thôi. Cả nhà thấy không? Nhìn quá chi là đơn giản luôn đúng không? Nhưng mà cũng không có đơn giản đâu nha. Các bạn nào đam mê thì mình kiên trì và luyện xuyên chút là được. Hoshi tỉa xong rồi nè, các bạn thấy không? Đó, đơn giản vậy thôi nhưng mà ra cái bông hoa đó. Hồi trước Hoshi rèn luyện kỹ năng này nhiều tới mức mà mỗi lần mình tỉa cái bông hoa như vậy là chưa tới 30 giây nữa. Mỗi ngày đi làm để bỏ tiền mua tới vài ký dưa leo như vậy để tập ngày này qua tháng nọ mà không bao giờ biết mệt mỏi là gì. Bây giờ mình sẽ ngâm nước sơ qua. Nếu mà ngâm nước đá thì càng tốt. Ngâm như vậy thì sẽ giúp cho cái bông hoa của chúng ta tươi hơn, cứng hơn và trong suốt hơn. Đó, các bạn thấy tươi không cần tưới luôn đúng không? Bây giờ Hoshi sẽ quay cận cho cả nhà xem và nhìn ngắm cái vẻ đẹp tinh tế của nó nè. Nhìn những cái cánh rất là trong xanh, mỏng manh và thuần khiết. Đây mới chỉ là một trong những kỹ năng nho nhỏ của cái series này thôi. Những tập tới Hoshi sẽ chia sẻ cho cả nhà xem thêm nhiều kiến thức và kỹ năng hơn nữa và giúp cho cả nhà khám phá thêm được nhiều điều hơn nữa rất là tuyệt vời ở trong ẩm thực Nhật nha. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đừng quên like, share và đặc biệt là bấm theo dõi trang để ủng hộ Hoshi nha.